Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại video của Đồ Gỗ Thành Khuyên. Video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác hiểu được cái nguồn gốc xuất xứ của người đã truyền dạy nghề mộc, nghề chạm khắc, khảm trai cho con cháu làng nghề Yên Ninh, Yên Nam Định. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các quý vị khách thập phương xa gần đến dự lễ hội. Trong không khí vui tươi khấn khởi của toàn đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 1003 năm ngày mất của cụ Ninh Hữu Hưng, ông tổ của nghề mộc truyền thống, ngày 16 tháng 4 năm 2019, 16 tháng 4 năm 2022. Hiện tại thì em đang có mặt trực tiếp tại đền Ninh Xá, là nơi thờ Lương Bình Vương và An Nhu Vương. Đặc biệt đền Ninh Xá còn thờ Lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng, là ông tổ của nghề mộc, nghề chạm khắc gỗ và khảm trai. Cụ Ninh Hữu Hưng quê quán ở thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo các nguồn tư liệu và truyền thuyết ở địa phương thì một lần ông đi phò giá vua Lê Hoàn đến thăm đền thờ Lương Bình Vương và An Nhu Vương. Thấy cảnh đền điêu tàn, ông bèn xin vua ở lại sửa đền, sửa chùa Phúc Lê, tức là chùa Ninh Xá ngày nay. Ngoài ra thấy nơi đây đất đai trù phú, dân cư thưa thớt, ông đưa họ hàng từ Ninh Bình về đây khai khẩn mở mang trang ấp, dạy dân nghề mộc. Sau này những người dân về đây sống đều đổi sang họ Ninh, nên vùng đất này có tên là Ninh Xá. Cơ sở nhà mình cũng rất may mắn được mang tên dòng họ Ninh. Chủ cơ sở là Ninh Thành, mang thương hiệu cơ sở Đồ Gỗ Thành Khuyên. Hiện nay có một điều đặc biệt là tại một số vùng lân cận, khi nhắc tới họ Ninh thì người ta sẽ biết ngay tới làng nghề mộc Yên Ninh, Yên Nam Định. Đồ Gỗ Thành Khuyên với hơn 30 năm kinh nghiệm duy trì và phát triển theo hình thức cha truyền con nối, chuyên tư vấn thiết kế sản xuất nội thất phòng thờ gia đình, từ đường hay nhà thờ họ, luôn mang đến không gian thiêng liêng, nơi lưu giữ những nét đẹp truyền thống, những giá trị văn hóa của gia đình và dòng họ. Để tưởng nhớ công ơn của cụ Ninh Hữu Hưng, cứ 3 năm một lần vào dịp tháng 3 âm lịch, làng nghề mộc Yên Ninh, Yên Nam Định quê em lại mở hội rước kiệu. Cứ vào mỗi dịp mở hội rước kiệu thì con cháu xa gần và du khách thập phương đều về đây tiến cúng. Đặc biệt là những khách buôn đồ gỗ cũng như là đồ thờ ở các nơi như Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và các vùng lân cận khác cũng thường xuyên về quê hương em nhập hàng, trao đổi, mua bán. Ngày hội này họ cũng về đây dự lễ hội, tiến cúng vào đền, vào chùa. Tham quan phía bên trong đền thì các bác có thể biết ngay được là những bộ bàn thờ, cuốn thư, câu đối, cửa bóng, ngai thờ, cổ kính lưu giữ từ lâu đời, được các nghệ nhân làng nghề mộc Yên Ninh quê em chạm khắc tỉ mỉ, hoa văn sắc nét. Tất cả các sản phẩm đồ thờ trong đây đều thể hiện cái bàn tay khéo léo và cái tinh thần của người thợ quê hương Yên Ninh. Video vừa rồi em cũng đã chia sẻ cho các bác hiểu được một phần nào đó về nguồn gốc xuất xứ của cụ tổ làng nghề mộc là ai. Các bác thấy video hay, nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em liên tục ra những cái video mới cho các bác tham khảo. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.